ủng hộ cho con, cho cháu, cho thế hệ mai sau được tiếp tục đời sống đức tin Công giáo, để các em, các cháu của chúng ta được đầy ơn Chúa Thánh Thần, được lớn mạnh và rao giảng tin mừng trong cuộc sống hàng ngày của các em. Và nhờ lời cầu nguyện sự nâng đỡ về tinh thần và nhờ gương sáng của quý vị, người Việt Nam của chúng ta trên nước Hoa Kỳ này đã có nhiều con cháu đáp lại lời mời gọi làm linh mục, làm tu sĩ và đặc biệt trong giáo phận Quần Cam này. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy được một số con cháu, một số người trẻ trong cộng đoàn chúng ta đã lơ là cầu nguyện, không đi lễ ngày Chủ nhật, không tham gia các công tác giáo xứ vì nhiều lý do. Nhưng lý do chính là vì đời sống gia đình và đời sống đạo không đi đôi với nhau. Đôi khi chúng ta quá hình thức, còn quá nhiều bề ngoài. Có khi chúng ta dạy dỗ con cháu một đàng, chúng ta sống một ngã. Và người trẻ ngày hôm nay họ bị tục hóa vì nhiều lý do thực tế. Có nhiều người khi trưởng thành họ muốn được tự do chọn đường theo ý của họ. Vậy tôi tha thiết mong quý ông bà và anh chị em khi cầu nguyện cho con cháu mình hôm nay cũng nhớ xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi người trong chúng ta có đầy đủ sức mạnh để thay đổi cách sống đạo của chúng ta. Được vậy, nhiều người sẽ nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta.